Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thoát Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay mùng 1 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordan. Đây là trận giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước khi trở lại với cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn, ban huấn luyện của hai đội tuyển, trận đấu diễn ra một cách khép kín trong sân vận động Khalid bin Mohammed, nằm cách khách sạn của đội tuyển Việt Nam khoảng 3 phút di chuyển bằng xe buýt. Ở trận đấu này, hai đội không hạn chế thay người nhằm giúp huấn luyện viên trưởng của hai đội có điều kiện rà soát, đánh giá lực lượng và kiểm tra sự vận hành về mặt chiến thuật của hai đội. Bên phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia quân số vào hai đội hình khác nhau, mỗi hình thi đấu một hiệp. Tùy theo từng diễn biến trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã đưa ra một số điều chỉnh cần thiết để vừa thử nghiệm, vừa tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được ra sân thi đấu, ngoại trừ ba cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương. Ở cuộc so tài tại Khalid bin Mohammed, đội tuyển Jordan là những người có ăn mở tỷ số trước ở phút thứ 11. Tuy nhiên, đại diện của Tây Á lại không bảo vệ được thành quả của mình để đội tuyển Việt Nam gỡ hòa phút thứ 25. Đây là pha bóng bảo vệ của đội tuyển Jordan đã phản lấy nhà sáu lực của đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Jordan có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 khi được một quả penalty sau khi hậu vệ của đội tuyển Việt Nam để bóng chạm tay trong vực cấm địa. Tuy nhiên, thủ thành Văn Toàn đã xuất sắc cản phá thành công. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Sau trận đấu với đội tuyển Jordan, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò nghỉ ngơi một ngày. Theo lịch thì đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện vào tối mai ngày 2 tháng 6 để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của trận đấu này hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.